Ấy da, xỉu rồi, đừng đánh nữa. Đút cái đi siêu thị. Rồi đút tiếp. Đút cái đi siêu thị. Chào tất cả anh em, chủ đề của clip hôm nay là 24 giờ chăm em bé YouTuber 1 tuổi. Vì sao gọi là YouTuber 1 tuổi? Bởi vì clip ngày hôm nay, em bé 1 tuổi của chúng ta sẽ dẫn từ đầu đến cuối clip. YouTuber 1 tuổi. Gu thời gian rất lạ anh em. Ở trên là một con gấu, ở dưới. Trời ơi, quên cái sạc bà tia. Lòi cái quần clip ra. Vô thay lại. Vô đó để gài sạc bà tia lại gọi anh em. Cái sạc bà tia ra chưa? What? Đúng rồi, vậy mới được chứ. Phải ăn bận lịch sự đàng hoàng. Chứ như nãy ăn bận không cả hệ thống gì hết trơn hết. Mày coi lại mày coi. Ăn bận ra hệ thống gì đâu. Hôm nay mình sẽ làm vú em chăm YouTuber 1 tuổi 24 giờ anh em. Vui không? Ủa. Bị bò nó nhìn mình bên đầu biến thái quá, nó cười anh em. Làm gì biến thái tới vậy? Nhiệm vụ đầu tiên của mình là em bé 1 tuổi mà anh em. YouTuber 1 tuổi của chúng ta phải uống sữa. Phải uống sữa. Run. Nó cứ là biến ăn anh em. Phải nghiêm khắc lên phải. Để mình nghĩ cách. Mầm mầm mầm. Mầm mầm. Con lại mà tao uống sữa dùm đây. Ok anh em, cuối cùng cũng thành công nhiệm vụ đầu tiên là đút sữa cho Chippy rồi anh em. Run. Muốn chơi gì? Chơi gì an toàn thôi. Búp bê nha. Ê, chơi cái này nè. Sao vậy? Cho em bé chơi gạch. Lỡ nó phan bể đầu nó làm sao? Nó muốn chơi anh em. Thôi kệ nó. Nó chơi cũng ổn mà anh em. Không sao hết. Ây da, xỉu rồi, đừng đánh nữa. Ây da. Ây da. Nát quá anh em ơi. Xỉu mà nó còn đánh nữa. YouTuber 1 tuổi của chúng ta có năng khiếu là vẽ tranh. Nên bây giờ tôi sẽ mua một hộp màu để cho YouTuber của chúng ta vẽ tranh. Đây. Có mua cuốn sách tô màu luôn nè. Rồi, bây giờ tô màu con ngựa. Tô màu cho tuần ngựa. Ô trời ơi, tô đẹp quá trời ơi. Wow. Wow, đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Dẹp cái hộp tô màu đấy. Anh em ơi, cuối cùng nó cũng tô màu xong rồi anh em, đúng là thảm họa. Sau khi nó tô xong, tiểu đạp lên màu kìa nè anh em. Phá quá, phải dọn dẹp á. Thôi đi ngủ đi, phá quá. Ngủ đi, nhắm mắt lại. Đó. Nó chịu ngủ rồi anh em, nó hết quậy rồi, mừng quá. Nó quậy dọn dẹp mệt quá. Ồ vậy á hả? Trời ơi, mới ngủ có 5 phút rồi bà nội. Nó chơi tiếp rồi, chết. Ở trên giường thì nó không chịu ngủ rồi anh em. Nên bây giờ mình sẽ xuống đất. Mình chơi cái kéo này nha, YouTuber. Trời, con này lạ đời quá anh em. Xuống đất chơi thì nằm ngủ. Cái gì vậy? Ờ, đi sửa đồ. Bị kẹt rồi, sao quá. Rồi kẹt luôn. Trời kẹt khóc kẹt. Trời, tự đâm mình luôn. Ủa là sao? Trời ơi. Sao tuyển chạy đâu, chỉ coi. Lại chỉ đi. Trời ơi. Sao vậy? Sao tuyển lên đây ỉa? Ỉa lên vô toilet, sao chạy tuyển đi lên cầu thang. Đừng đi lên cầu thang lên đây ngồi ỉa. Cái bị gì không? Có rớt nào nữa không? Ỉa đầu nữa không?
chét đây nè, trời ơi nó kêu nè. Lôi lôi. Ơ, té té. Bây giờ vẫn đi siêu thị để đút cháo. Đi. Ăn đi, ăn đi chứ không té. Mèo. Ăn quay phim nè. Ý, ăn muỗng thôi. Vậy hả? Đút cái đi siêu thị. Mẹ. Ăn đi. Không ăn để đây luôn, bỏ đi luôn, đi. Ăn đi, ăn đi, ăn chứ không bỏ đi á. Oh. Yeah. Rồi đút tiếp. Đây rồi, dính cháo kìa. Đi vô đi, vô. Đi vô. Chip ơi. Chip ơi. Lấy bánh ra đi, lấy ra. Chip ơi. Chip ơi. Không phải. Móc tay vô vậy nè. Lấy ra nè. Ngon. Đây luôn. Thôi vô chơi. Vô chơi. Con nghe rồi chứ mày. Hùng ơi, Hùng ơi. Wow. Để lại, để nó lại. Thôi gãy cổ quá. Kiếm này nhẹ nhẹ thôi. Đi bao vô. Chí bị đậu vô. Run. Che mắt lại, che mắt lại. Che mắt, che mắt. Chí bị. Dép đậu, đi kiếm dép. Kiếm dép. Dép đậu, dép đậu. Trời dép đây nè. Dép đây nè bà nội, ơi đi đâu tìm vậy? Ủa chú bị đâu mới tiêu rồi anh em ơi. Quá lầy quá. Để lên tính tiền. Mở lên. Cẩn. Ừ. Giỏi quá ta ơi. Tự chưa tính nè. Chỗ bà nội tôi. Chỗ bà nội tôi. Tính tiền. Vũ nuôi đi toilet xong rồi nè. Chiếc pin ngoan hiền của tôi đâu rồi ta? What? Thank you.
Như anh em thấy, con chó nó còn phải quỳ lại dân sinh. Em bé 1 tuổi của chúng ta, tôi cũng bó tay luôn rồi anh em. Anh em nhớ like clip, comment cảm nghĩ của mình. Cảm ơn anh em rất nhiều.